theo như MC. Ai là người nhún sập sân khấu? Thưởng nay 500.000, thưởng nay 500.000. Mình cùng nhún nhún nhún, mình cùng nhún 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 đi chị ơi, đứng cạnh anh đẹp trai, cớ sao mà không nhún? Đảm bảo về nhà gặp chồng nhún cực kỳ luôn. Nhiệm vụ thứ hai của các anh chị đó chính là trả lời các câu hỏi của MC đưa ra. Ai trả lời đúng xin mời bước sang đây, ai trả lời sai xin vui lòng về chốt. Tất cả các anh chị đã hiểu rõ luật chơi chưa? Và bây giờ xin mời ai lên sân khấu? Người đầu tiên xin mời anh bước lên trên. Chàng trai vô cùng là đẹp trai, xin mời anh bước lên trên. Bước lên hai bước nha anh. Anh cho em hỏi anh tên gì? Trước khi em hỏi anh tên gì, khi em hỏi anh tên gì, anh sẽ phải trả lời bằng giáp IQ. Như em là đang đọc, anh đã hiểu rõ luật chơi chưa? Anh phải trả lời bằng giáp IQ như em là đang đọc. Anh tên gì? Dạ, em tên Hoàng. Anh tên là gì? Dạ, em là Hoàng. Anh là Hoàng, năm nay anh Hoàng bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 20 tuổi. Một tràng vỗ tay cho anh Hoàng 20 tuổi. Và câu hỏi đầu tiên dành cho anh như sau. Xin mời anh nghe kỹ một câu hỏi liên quan về chủ đề thời gian. Khi kim giờ và kim phút của đồng hồ nằm giữa số 1 và số 2 thì lúc đó là mấy giờ? 1 2 giờ. Chúc mừng anh, chúc mừng anh, người đầu tiên trả lời sai. Xin mời anh về chốt. Khi kim giờ và kim phút của đồng hồ nằm giữa số 1 và số 2 thì lúc đó là 12 giờ. 12 giờ anh ơi. Và tiếp theo xin mời ai lên sân khấu? Xin mời chị ở Lady First bước lên trên. Úi dồi ôi, xinh quá, tí nữa là em ngã. Chị cho em hỏi chị tên gì? Chị tên là gì? Chị có thể nói thật to và đọc rõ họ và tên. Dạ em tên là Vũ Thị Tú ạ. Chị Tú thường những người Tú vô cùng là xinh gái, mà những người xinh gái thì hay trả lời sai. Và câu hỏi thứ hai dành cho chị như sau. Nhiệm vụ đầu tiên của chị là cùng nhún nhún nhún, cùng nhún 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 đi chị ơi. Nhún vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng hiểu điệu là thục nữ. Xin mời chị nghe rõ câu hỏi của ban tổ chức như sau. Chị muốn một câu hỏi dễ hay một câu hỏi khó? Tùy đúng nhở, dễ không muốn được thì khó. Em cho chị câu hỏi khó. Câu hỏi khó của chị có nội dung như sau. Xin mời chị nghe kỹ. Hai con vịt đi trước, hai con vịt. Hai con vịt đi sau, hai con vịt. Hai con vịt đi giữa, hai con vịt. Hỏi nào, hỏi nào, hỏi nào, hỏi có mấy con vịt? Chúc mừng chị, chúc mừng chị, một câu trả lời hoàn toàn sai bét. Xin mời chị về chỗ. Hai con vịt đi trước, hai con vịt. Hai con vịt đi sau, hai con vịt. Hai con vịt đi giữa, hai con vịt. Là có 4 con vịt chị ơi. Xin mời các anh chị đứng cạnh nhau, mình cùng đứng lại để tạo tinh thần đoàn kết. Anh chị ơi mình đứng cạnh nhau đi ạ. Thường em biết đoàn kết là chết hết. Xin mời anh đứng lên trên. Anh cho em hỏi anh tên gì? Mình tên Tuấn. Anh sẽ trả lời bằng giáp IQ ạ. Anh tên gì? Xin giới thiệu, mình tên Tuấn. Anh Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 30 tuổi. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là nhảy theo em. Nhún, nhún, hey, nhảy theo em. Vô cùng là sôi động,
em thích nhất những người sôi động như anh. Xin mời anh trả lời câu hỏi của ban tổ chức. Anh muốn một câu hỏi dễ hay một câu hỏi khó của một trong ba lĩnh vực như sau. Lĩnh vực đầu tiên, lĩnh vực toán học. Lĩnh vực thứ hai, lĩnh vực sử học. Thứ ba là văn học. Anh chọn lĩnh vực gì? Cho mình chọn sử học. Anh là người giỏi về lĩnh vực sử học. Em sẽ hỏi anh một câu hỏi liên quan về chủ đề toán học như sau. Xin mời anh nghe kỹ. 1+1=2 là mệnh đề không ai bàn cãi. 2+3=6 xảy ra khi nào? 5 giây bắt đầu. 1+1=2. Em đọc lại câu hỏi ở dưới. Ai nhắc bài anh này đi về chỗ. 1+1=2 là mệnh đề không ai bàn cãi. 2+3=6 xảy ra khi nào? Sai. Sai à? Là sao sai anh? Chúc mừng anh, người tiếp theo đi về chỗ. 1+1=2 là mệnh đề không ai bàn cãi. 2+3=6 khi ta làm toán sai. Khi ta làm toán sai rồi. Xin mời chị tiếp theo, chị bước lên sân khấu. Chị này nay bảo nhún mà không nhún, cho luôn câu hỏi khó. Câu hỏi khó của chị có nội dung như sau. Xin mời chị nghe kỹ, liên quan về chủ đề ngày tháng. Ngày hôm qua của ngày hôm nay là ngày mai của ngày thứ tư. Ngày mai của ngày hôm nay là hôm qua của ngày chủ nhật. Hôm nay là thứ mấy? 5 giây bắt đầu. Chúc mừng chị, chúc mừng chị. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư và người thứ năm đi về chỗ. Xin mời chị. Ngày hôm nay là thứ mấy ạ? Hôm nay là thứ mấy ạ? Ngày hôm nay các anh chị tham dự chương trình Gala Dinner trong buổi tối ngày hôm nay là thứ mấy ạ? Em xin hỏi anh được không ạ? Hôm nay là thứ mấy anh? Chủ nhật. Chính xác, hôm nay là chủ nhật. Em hỏi hôm nay là thứ mấy mà sao trả lời thứ hai? Vậy quá à? Xin mời chị bước lên trên cười chia mà cho lắm. Những người cười hay trả lời sai. Câu hỏi của chị có nội dung như sau. Xin mời chị nghe kỹ. Nhún nhún nhún, mình cùng nhún nhún nhún. Chị có muốn một câu hỏi dễ không? Nhún là em cho một câu hỏi dễ luôn. Khó cũng được. Khó cũng được à? Thôi bây giờ chiều lòng chị em cho một câu hỏi dễ nhá, không phải câu hỏi khó đâu. Câu hỏi dễ của chị có nội dung như sau. Xin mời chị nghe kỹ. Có một người đàn ông không mặc gì khi đắp chăn bông ngủ, người ta gọi là gì? Một người nhện à? Chúc mừng chị ngây thơ quá, đi về chỗ. Có một người đàn ông không mặc gì khi đắp chăn bông ngủ, người ta gọi là chim chích bông. Chim chích bông là chim chích bông. Yeah, một tràng vỗ tay thật lớn nha các bạn. Người tiếp theo lên sân khấu, anh cũng là người cười. Xin mời anh bước lên trên. Hy vọng rằng anh là người cười nhưng trả lời đúng. Xin mời anh nghe câu hỏi. Lúc có một người đàn ông không mặc gì khi nằm giấc ngủ, người ta gọi là gì? 5 giây bắt đầu. Người ta gọi là bị dớp. Bị dớp à anh? Dương, chúc mừng anh. Chúc mừng anh một câu trả lời hoàn toàn sai bếp. Xin mời anh đi về chỗ. Một người đàn ông không mặc gì khi nằm giấc ngủ, người ta gọi là đất lạnh chim đậu. Đất lạnh là chim đậu. Anh chị ơi, xin mời chị bước lên trên. Người tiếp theo, xin mời ba anh chị còn lại đứng dịch sang phải cho em hai bước. Câu hỏi của chị cũng liên quan về chủ đề những người đàn ông không mặc gì. Vừa nãy là một người, bây giờ là hai người. Có hai người đàn ông không mặc gì khi cõng nhau, người ta gọi là gì? Đáp án là gì ạ? Trả lời thật to chị ơi. À, em xin mời một anh nhá. Em xin mời một anh. Đáp án là gì ạ? Đáp án là gậy ông đập lưng ông. Một tràng vỗ tay thật lớn đúng không? Đáp án là gậy ông đập lưng ông. Xin mời anh di chuyển đến sân khấu.
chị nhá. Còn chờ chờ gì nữa, đi xuống cùng anh luôn. Chả nói sai mà cái đòi nó nát sân khấu. Này là người cười, xin mời chị bước lên trên. Ai bảo cứ cười làm gì nữa. Và câu hỏi của chị có nội dung như sau. Xin mời chị nghe kỹ. Có một người đàn ông đi quanh nhà thờ Đức Bà từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối. Người đàn ông này bị mù, hỏi anh ta thấy gì? 5 giây 5 4 3. Anh ơi. 1. Anh thấy mát ạ? Thấy mát đúng. Em à, chị luôn, em có biết là thời tiết là có như thế nào, có gió luôn mà mát. Xin mời chị về chỗ. Về chỗ luôn. Các bé nhỏ này nhắc rất là nhiều. Có một người bị mù đi quanh nhà thờ và từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối. Hỏi thằng mù thấy gì? Thằng mù là thấy mệt. Em hỏi các chị, em đi từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối xung quanh nhà thờ không thấy mệt thì thấy gì? Ai là người tự tin bước lên trên vô cùng là sung phong? Xin mời anh nhận câu hỏi. Anh cho em hỏi anh tên gì? Đi cùng là kiểu gì, là về là cũng có lý do để cãi nhau. Xin mời anh nghe câu hỏi của em, một câu hỏi vô cùng dễ, có nội dung như sau, liên quan về chủ đề màu sắc. Có một người mặc chiếc áo màu đen, mặc chiếc quần màu đen, đi đôi giày màu đen, đeo chiếc kính màu đen, đeo ba lô màu đen, đeo thắt lưng màu đen. Khi nhảy xuống biển đen, ông ta là bị gì? Chúc mừng anh, bị ướt là một đáp án vô cùng là chính xác. Wow. Xin chúc mừng anh, xin mời anh bước ra đây ạ. Và người tiếp theo, xin mời anh bước lên trên. Anh có cảm thấy sôi động không? Rất sôi động ạ. Sôi động thì nhảy cùng em. Hey. Yo. Nhảy mạnh mẽ lên anh, nhảy theo em. Rồi xin là anh di chuyển ra đây.